Anh mới theo Nguyễn Đương Hoàng và chị Maria Lý Thị Thơm. Anh chị đến đây để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt Thừa Tác Viên của Hội Thánh và Cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu vô phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến anh chị. Anh Matthew Nguyễn Liên Hoàng và chị Maria Lý Thị Thơm, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Matthew Nguyễn Minh Hoàng xin nhận em Maria Lý Thị Thơm làm vợ của anh. Em là Maria Lý Thị Thơm, xin nhận anh Matthew Nguyễn Minh Hoàng làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em. Để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ân thuận mà anh chị vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh, và xin Thiên Chúa tôn độ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly.